Đây là thời điểm lực lượng chức năng tạm giữ 1.200 lít dầu DO không có hóa đơn chứng từ. Ngày 20 tháng 4 năm 2023, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi phối hợp các đơn vị liên quan đã lập biên bản tạm giữ 1.200 lít dầu đeo không có hóa đơn chứng từ. Cụ thể, trong lúc tuần tra tại khu vực thôn Phước Thiện 1, xã Bình Hải, lực lượng chức năng phát hiện tại nhà của ông Dương Văn Minh, 40 tuổi, ở xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, có 40 can nhựa chứa khoảng 1.200 lít chất lỏng màu vàng, nghi là dầu đeo. Qua làm việc với cơ quan chức năng, ông Minh khai nhận số chất lỏng này là dầu đeo. Số dầu này được ông Minh thu mua của một số tài xế, xe tải, hoạt động ở các địa phương lân cận và đưa về nhà chữ nhằm bán cho tàu cá thu lợi.